Xin chào mọi người và nhất là các chị gái tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Đây là video clip em sẽ chia sẻ với các chị về cái tử vi của năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi của các chị, cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm của cái năm Canh Tý này. Một trong những cái năm đó là có thể nói là tương đối tốt đẹp đối với tuổi của các chị, xét về vận niên sao hạn mọi thứ. Chỉ không tốt về cái bổn mạng thôi, cho nên là cần chú ý một tí xíu ở trong cái năm này về bổn mạng và sức khỏe của mình. Cũng như cái video về tuổi Đinh Mùi nam mạng thì em sẽ chia sẻ thêm cái phần thiên tính của mỗi người một tí xíu, thiên tính của cái người mà Đinh Mùi. Thì Đinh Mùi là những người sẽ phải sinh vào cái từ cái ngày đó là ngày 09 tháng 2 năm 1967 dương lịch cho đến ngày 28 tháng 1 năm 1968 dương lịch luôn ha, là những người sẽ chịu sự chi phối của cái tuổi Đinh Mùi. Các chị là nữ mạng, mệnh là thiên hà thủy, tức là cái dòng sông ở trên trời, là nước của trời. Có nhiều người gọi là nước mưa, cốt thì là cốt của con dê, nhưng mà tướng tinh xương là con dê nhưng mà tướng tinh là con rồng, người rất quảng giao. Dù là trong các cái tuổi Mùi thì người ta nói thường là đối ngoại họ rất là tốt đẹp, nhưng mà người này thì nội ngoại gì cũng có thể gọi là có được cái sự tốt đẹp. Với cái can và chữ đinh, thiên can chữ đinh thì hành hỏa, chữ địa chi Mùi là thổ, thì hợp âm ngũ hành của hai cái này, tức là hỏa sinh thổ, tức là can sinh chi, cho nên là vốn dĩ những người mà đến Mùi ấy, thì đa phần là những người có nhiều cái sự may mắn ở trong đường đời, ít gặp trở ngại lớn. Không phải là không gặp nha, em đã nói cũng giống như nam, không phải là không gặp, nhưng mà trở ngại nó không quá to lớn, nó khá là bình lặng. Người Đinh Mùi mà nữ mạng ấy, thì do là cái vận thế của họ khá nhiều cái sự may mắn, cho nên đó là họ là một con người gọi là tương đối nhẹ nhàng. Người Đinh Mùi nữ mạng thì tương đối nhẹ nhàng, chịu đựng. Vì sao? Vì là cái mệnh là mệnh thủy, vốn dĩ là nhẹ nhàng, không có quá háo tháo. Không, người của Đinh Mùi nữ mạng thì thủy hỏa đều có ở trong mệnh chủ của mình, cho nên là có người biết cương biết nhu, dụng nhân tâm rất giỏi, không phải cần phải quá la lôi lớn tiếng, nhẹ nhàng thôi nhưng mà lĩnh tráng nó nghe, cho nên là có số gọi là nắm tiền tài tốt hơn các anh nam một chút xíu. Người ta nói Đinh Mùi thuộc mẫu người điềm đạm nhân hậu, ít nói, rất là mẫn cảm, thích an phận thủ thường hơn là làm cái gì đó phiêu lưu mạo hiểm. Người Đinh Mùi thì thích đi bước nào chắc bước đó, đặc biệt là nữ mạng. Ở trong cái giai đoạn mà lịch sử này thì cái người Đinh Mùi là vẫn ở trong cái giai đoạn mà người ta gọi là chồng chúa vợ tôi, cho nên là những người Đinh Mùi đúng nghĩa là những người nội trợ, những bà vợ, những bà mẹ Việt Nam đúng nghĩa ở trong cái giai đoạn lịch sử này. Không có quá là cương ở trong công việc làm ăn, hoặc là có làm ăn đi nữa, có là cái người thành công ở bên ngoài đi nữa, nhưng họ về nhà họ biết vung vén, họ tương đối nhẹ nhàng, chứ không giống như những người Giáp Thìn hoặc là Ất Tỵ là lấn luôn cả chồng, đặc biệt là người mẫu thân ha, thì hơi lướt chồng một tí xíu, cái kiểu như vậy. Rồi đó là cái thiên tính sơ sơ của cái người Đinh Mùi nữ mạng. Thì bây giờ mình áp dụng vô cái năm Canh Tý năm 2020 này xem nó sẽ ra sao. Thì với cái mệnh thiên hà thủy gặp năm Canh Tý là một năm thổ, thì bổn mạng sẽ bị năm khắc bổn mạng, bổn mạng sức khỏe xấu, đề phòng cái bệnh nạn, có thể những cái tai nạn phạm thân, rất không tốt đẹp cho cái sức khỏe và bổn mạng của mình. Mà đặc biệt khi mà sức khỏe cái năm mà nó khắc bổn mạng như vậy á, thì cái phúc tinh và tài tinh ở trong cái cung mệnh của mình nó cũng sẽ yếu đi, hoặc là nó mất đi cái tác dụng phá và bại tinh. Nếu như có những cái phá và bại tinh ở trong đó thì nó sẽ hoành hành rất là mạnh, cẩn thận một tí xíu.
Sao chủ của năm á là sao Thủy Diệu. Người ta nói sao Thủy Diệu vốn dĩ đem đến chuyện chủ về chuyện buồn, tình cảm, gia đạo, chứ không chủ về cái chuyện làm ăn. Sao Thủy Diệu là không phải là một phá tinh hay là hung tinh, nó cũng không phải là một phúc tinh, chỉ là một cái sao bình thường, sao trung tính thôi. Những cái người mà chịu cái sao Thủy Diệu này đem đến nhiều buồn phiền phải là những người mệnh hỏa, còn các chị là người mệnh thủy tương hợp với lại sao, cho nên là cái chuyện buồn mà của cái ngôi sao này đem lại nó không quá lớn lao. Thí dụ như giống như cái chuyện mà năm nay các chị có gặp chuyện buồn phiền trong gia đình thì nó cũng không quá lớn lao, không quá bi đát. Cái chuyện buồn phiền này cũng có thể là cái chuyện làm ăn gây ra buồn phiền, nhưng không quá lớn đâu, các chị đừng có quá lo ha. Rồi, người ta nói là sao Thủy Diệu thì thường nó sẽ có một cái bài thơ như thế này nè, thì nghe nó hơi buồn buồn, đó là Thủy Diệu rây rứt muộn phiền. Tức là người cũng nằm rây rứt buồn phiền đó, gia đình tan tác rối ren không ngừng, gia đình rất là nhiều cái việc rối ren không ngừng ha. Người ta gọi là tháng 4, tháng 8 coi chừng ha, nội ngoại lễ rưng chia lìa, cái đó gọi là sẽ dễ có. Nếu như sao Thủy Diệu này mà kết hợp với tam môn ở trong hạn thì rất dễ có, trong nhà dễ rất có tan, chỉ có thế thôi. Thì để xem coi là lát ở chiếc cái cung mệnh của các chị có tan môn hay không rồi mới biết được. Rồi, hạn của năm là hạn toán tập, hạn đem lại trở ngại va bắp. Gặp hạn toán tập thì cần đề phòng những cái bệnh nạn gây hao tốn tiền tài, đặc biệt vì tuổi khá lớn, cho nên là các chị nữ sinh năm 1997 nên cẩn thận cái việc đi đứng bằng xe cộ. Nếu không muốn gặp hạn toán tập, tức là gặp cái chuyện trở ngại va vấp không phải ở trong bộ mạng của mình không, mà còn ở cả trong công việc, có thể là gặp trở ngại va vấp gì đó, nhưng mà cuối cùng thì các chị vẫn là người chiến thắng, vẫn vượt qua nó được. Nhưng mà thay vì cái việc đó mình chỉ đi tới làm cái nó xong thì không có, đi tới cái phải bắt mình đi về nhà làm gì đó xong rồi quay lại mới thành công. Nó luôn luôn gặp trở ngại, những cái chuyện khó khăn nó hay diễn ra. Đó, vận niên của năm là vận niên gọi là rất là tốt, đó là kê giáp viên, tức là gà về vườn. Người ta gà về vườn thì được no đủ ha, ăn uống nhiều thức ăn, có lúa không lo thiếu thốn. Đây chứng tỏ là một năm vui vẻ, cầu tài thì được tài, cầu lộc thì được lộc ha. Đường công danh sự nghiệp sẽ có nhiều cái tiến triển tốt đẹp. Hãy tin vào ở bản thân của mình ở trong cái năm này với vận thế là tốt đẹp. Ngon à. Rồi, thiên can á là chữ đinh gặp chữ canh á, thì bình hòa thuận thành, không có vấn đề gì cả. Chứng tỏ là một năm công việc, nếu những công việc mà đã làm từ xưa giờ thì đều đặn êm ả. Tuy nhiên các chị mà tuổi đinh mùi thì các chị không có thích thay đổi, có thất bại đi nữa thì các chị đinh mùi này cũng có sự kiên nhẫn, cũng muốn làm. Thí dụ như năm trước thất bại thì năm nay cố gắng làm tiếp, chứ còn không có thể năm trước thất bại là năm nay chạy chỗ khác. Cho nên là cái công việc thì năm nay nó sẽ bớt đi những cái sự xung khắc, không có việc gì cả đủ lớn lao để mà xảy đến không tốt đẹp. Địa chi thì không được tốt đẹp cho lắm, với mùi gặp tí người ta có thể kêu là lục phá nhị hại lục hại gì đó, mỗi cái miền sẽ kêu khác nhau, nhưng là người ta nói tí nó phá mùi. Cho nên là cái này, cái phần địa chi thì nó phần nhiều nó nói đến cái gia đạo tình cảm, kết hợp với cái sao Thủy Diệu thì các chị năm nay nhớ cẩn thận, chịu khó nhìn mấy anh một tí xíu, chứ nếu không thì dễ đưa đến cái chia liệt trong hôn nhân, hoặc là không tốt đẹp trong tình cảm chị em anh em với cha mẹ. Năm nay là một cái năm khá là không tốt đẹp, đặc biệt là về mặt gia đạo tình cảm thôi, chứ còn về công việc thì nãy giờ thấy rồi, nó không có vấn đề gì nhiều. Như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ với các chị cái phần mà có như bên ngoài của cái tử vi, cái năm Canh Tý nó đối với mình như thế nào, sao gì mệnh gì, thì có khá nhiều cái sự tích cực vui vẻ ở trong cái năm này. Rõ ràng đây là một cái tín hiệu tích cực chứ không phải là tiêu cực gì.
À, một năm có thể là có nhiều cái điều may mắn. Thì bây giờ mình xem cái tọa cung tiểu vận của các nó sẽ như thế nào. Tọa cung tiểu vận của cái năm Canh Tý đối với tử vi các chị thì có các sao như Phúc Đức, Thiên Đức, Lưu Hà, Kiếp Sát, Thanh Long. Chiếu thì có các sao như là Hóa Quyền, Thiếu Âm, Bệnh Phù, Quốc Ấn, Cô Thần, Hồng Loan, Nguyệt Đức, Thiên Trụ, Binh, Hóa Kỵ, Tử Phụ, Địa Võng. Thì như vậy á, thì rõ ràng với cái cung tiểu vận của mình thì có Thiên Đức nè, Phúc Đức, Lưu Hà, Kiếp Sát. Thì đây là cái Thiên Đức, Phúc Đức là phúc tinh. Nhưng mà Lưu Hà đi trước Kiếp Sát, tức là nạn rất dễ xảy ra ở cái vùng sông nước. Cho nên là mệnh của các chị năm nay cũng nên tránh ở cái việc sông nước một tí xíu, nó vẫn tốt đẹp hơn ha. Đừng có dễ có cái chuyện không tốt đẹp ở trong cái việc mà ở sông nước. Thanh Long thì đi với Hóa Quyền, Thiếu Âm, như vậy thì đây là bộ ba phúc tinh rất tốt đẹp cho cái việc mà về tài lộc, về Hóa Quyền, tức là nếu mà các chị đang làm ở trong cơ quan hạn sự thì vẫn có thể đây là cái năm thăng quan tiến chức, lên lương, lên lộc, dù là mình đã ở trong cái tuổi nếu đúng ra là gần tới cái tuổi mà phải về hưu, nhưng mà hình như em nhớ năm nay là tuổi về hưu là kéo dài thêm hình như tới 60 lần, cho nên là nếu mà mấy năm trước thì tuổi này là chuẩn bị khăn gói rồi, nhưng mà năm nay thì đây là một cái vẫn còn rất là nhiều cơ hội để mà mình phát triển tốt đẹp ở trong con đường quan vận của các chị. Tại cái cung đó thì đối với nó là tọa cung tiểu hạn thì có các sao như Thái Tuế, Quan Phù, Bạch Hổ, Đại Hao. Có Thái Tuế và Quan Phù, Bạch Hổ, Đại Hao. Thái Tuế kết hợp với Bạch Hổ, Quan Phù, Đại Hao thì các chị năm nay, nhất là các chị làm ăn mua bán, đừng có làm ăn mua bán không có rành mạch, dễ dẫn đến đáo tụng đình. Quan Phù Thái Tuế mà đi trước Quan Phù rồi sau đó lại có Bạch Hổ Đại Hao sẽ gây ra hao tốn tiền tài. Các chị làm cái gì cũng phải cẩn thận ở trong năm nay. Với tọa cung tiểu hạn, người ta nói Thái Tuế nhập hạn thì không nạn nó cũng tai, cho nên là nội tại có Thái Tuế ở trong tọa cung tiểu hạn thì phải cẩn thận nhiều điều, làm gì cũng phải ngó trước ngó sau nếu không muốn mà rơi vào tự nhiên tốn tiền. Còn ở trong cái cung tam hợp thì có Thiên Đức, Hóa Quyền, Thiếu Âm, Quốc Ấn và Cô Thần. Đây là cái sao Cô Thần thì là nó cũng là một ngôi sao đem lại cái sự cô đơn, cô độc, nhưng mà nó cho đàn ông. Còn nếu mà nó có quả tú thì là coi như xong, mình sẽ có dễ có cái chuyện chia lìa tình cảm hôn nhân hoặc là mình phải cô đơn ha. Nhưng mà ở tuổi này của các chị thì chắc là tình cảm nó sẽ khó có cái việc mà phải chia lìa nhau, giờ ham hố gì nữa đúng không, chỉ là sống vì con vì cái mà thôi ha. Còn cung tam hợp đó thì có các sao như là Triệt, Long Đức, Lộc Tồn, Bát Sĩ, Thiên Hỷ, Trực Phù, Quả Tú, Trướng Quân, Thiên La. Ai già Long Đức, Lộc Tồn mà bị triệt án ngữ, bác sĩ của già dễ có bạn dễ có bệnh ha. Thay vì là Long Đức, Lộc Tồn, bác sĩ là bộ sao tốt đi, nhưng mà để triệt nó đi phía trước thì nó làm cho cái bộ sao này trở thành không tốt đẹp, làm cho cái bộ sao này một chút vì đó sẽ có hao tài tốn của ở trong cái có thể là bệnh nạn của mình. Nhưng không sao, nhờ có Long Đức thấy không, hỗ trợ thì cái bệnh này nó không quá nặng nề, không đem đến cái chuyện mà suy hao nguy hiểm bổn mạng của mình, nó chỉ là suy hao bổn mạng thôi ha. Đặc biệt có Thiên Hỷ, Trực Phù thì dễ là Thiên Hỷ thì rất dễ có chuyện vui cưới xin, có thể là thêm cháu, thêm thêm dâu, thêm rể. Nhưng có Quả Tú đi với Thiên La cộng với Tướng Quân thì trong nhà có ông nào mà ông con trai nào mà làm
ở trong môi trường quân đội hoặc là môi đang làm quan chức, đang làm lớn, thì nói ông cẩn thận, ông sẽ dễ đem đến cái sự lo toan buồn phiền cho các chị ha, ở trong cái năm này. À, rồi đó là sơ khởi về cái tử vi của năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi của các chị. Có cả cái bên ngoài ha, là cái năm Canh Tý nó đối tác với mình, và cái nội tại bên trong. Phần lớn thì có rất là nhiều phúc tinh tương trợ cho cái việc làm ăn, công danh sự nghiệp của các chị. Tuy nhiên có khá là nhiều cái phá tinh gây ra bệnh nạn, và cái phá tinh gây không tốt đẹp về tình cảm gia đạo, đặc biệt sẽ kết hợp với cái sao chủ thủy diệu hàng năm, dễ gây ra chia lìa, mất mát trong gia đình. Các chị nhớ cẩn thận, nếu gia đình mình có những người lớn tuổi thì phải thấy có dấu hiệu thì đưa ông bà đi kiểm tra để mà nó tốt đẹp hơn về mặt sức khỏe. Bây giờ mình sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn cái vận hạn 6 tháng đầu năm của cái năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi của các chị nó sẽ ra sao. Đầu tiên hết á, của năm Canh Tý chắc chắn là tháng Giêng, mà tháng Giêng là tháng Mậu Dần, tức là tháng Thổ. Như vậy xét về mệnh là các chị mệnh Thủy gặp tháng Thổ là bị Thổ khắc Thủy, tháng khắc bản mệnh, cẩn thận đề phòng sức khỏe, bổ mạng mình bị suy yếu rất là nhiều. Năm mình nên nhớ là cái mệnh Thủy của mình bị năm Thổ đã khắc rồi, bây giờ lại thêm tháng Thổ nó khắc một lần nữa thì phúc tinh và tài tinh yếu đi, phá và bại tinh, vì thế nó hoành hành cũng khá là mạnh mẽ, cho nên tháng này thầy dạy với không ngon lành ha. Rồi tiên can Mậu Đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Mậu Kỷ thì thuộc Thổ, Bính Đinh thì thuộc Hỏa, cho nên nạp âm ngũ hành là Hỏa sinh Thổ, cho nên có thể nói tháng này công việc thì chưa có gì là khởi sắc, nhưng mà chưa gì đã vô là hao tài nhỏ thôi chứ không lớn, hoặc là nằm trong cái khống chế, nằm trong cái suy nghĩ là đầu năm mình phải đầu tư cái này ra, đầu tư cái kia ra, cho nên hao tài nằm ở trong cái khoản đầu tư của mình ha. Rồi thiên can là Dần Mùi thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có sự khác nhau. Như vậy là gia đạo tình cảm không có vấn đề gì, tốt, ok. Nhưng tháng Giêng phải chú ý cái bộ mạng sức khỏe nè, rồi là tiền tài có thể suy hao, nhưng không quá lớn. Rồi tiếp đến đó là tháng 2 là tháng Kỷ Mão. Tháng Kỷ Mão là tháng Thổ, như vậy mệnh là Thổ khắc Thủy, tiếp tục cũng giống tháng Giêng, bổ mạng sức khỏe sẽ xấu, không có được tốt đẹp, phúc tinh và tài tinh vì thế yếu đi. Thiên can cũng không khác gì cái tháng Giêng với Kỷ Đinh là một cái thì Hỏa, một cái là Thổ. Bính Đinh thì thuộc Hỏa, Mậu Kỷ thì thuộc Thổ, mà nạp âm ngũ hành là sinh xuất, gây hao tốn tiền tài, công việc có chút suy hao nhưng không có quá lớn, hoặc là nằm trong cái sự khống chế tính toán của các chị. Rồi tiếp tục đó là cái địa chi. Mình tuổi Mùi gặp tháng Mão chắc chắn là thuộc nhóm tam hợp, hợi Mão Mùi, đây là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo tình cảm các mối quan hệ đâu, mà nó còn ảnh hưởng một chút gì đó cho cái công việc tam hợp, mà nó phải có một cái gì hơn nữa chứ, đâu phải chỉ có gia đạo không. Rõ ràng thì tháng Giêng và tháng 2 là bổ mạng sức khỏe không được tốt, tuy nhiên là tháng 2 tốt đẹp hơn với cái tam hợp của địa chi. Tháng Giêng thì không được như vậy, cẩn thận ha. Rồi tiếp tục là tháng 3 âm lịch của năm Canh Tý. Tháng 3 là tháng Canh năm Canh. Tháng Canh, tháng tại sao, tại vì tháng 3 là tháng Canh Thìn, mà tháng Canh Thìn thì thuộc Kim, như vậy bổn mạng là Kim sinh Thủy, bổn mạng được tương sinh, tốt cho sức khỏe và bổn mạng, phúc tinh tài tinh vì thế được hưởng lợi, cho nên là có thể nói là sẽ có thành công ở trong cái bổn mạng của mình. Thiên can Canh với chữ Đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là ok, không, công việc tiếp tục là một tháng không có việc gì lớn, không có chống phá, cũng không có quá nặng nề về việc mà phải hao tốn, giống như bổn mạng quên nạp âm ngũ hành sinh xuất như tháng Giêng và tháng 2, tháng 3 không còn sinh xuất nữa. Rồi địa chi Mùi Thìn, Thìn Tuất Sửu Mùi, nó nằm trong tứ hành xung, cả Thìn và Mùi thì nạp âm ngũ hành là đều là Thổ, cho nên là có thể nói là cái phần mà tứ hành xung này nó xa nhau quá, cái sự xung khắc nó không quá lớn, tuy nhiên gia đạo tình cảm chắc chắn cũng sẽ có những cái gì trục trặc
buồn phiền nhỏ nhỏ, à thôi thì nhỏ nhỏ thì chuyện nhỏ nó hóa không luôn đi, mình phải mình biết là cái năm nay nó chủ về cái chuyện buồn phiền trong gia đạo thì thôi nhịn nhịn tí xíu, hoặc là mình bớt lại, bớt nóng nảy lại cho nó qua đi, cho nó nhẹ nhàng ha. Đó là tháng 3. Tiếp tục đó là tháng 4 âm lịch của năm Canh Tý 2020, mà tháng 4 âm lịch là tháng Tân Tỵ, tiếp tục là một tháng kim, cho nên bổn mạng và sức khỏe rất tốt nhờ cái kim sinh thủy của tháng về với bổn mạng của mình. À, phúc tinh tài tinh sáng ha, thì nó sẽ phát huy tác dụng nhiều hơn. Thiên can của tháng thật sự là không tốt đẹp. Vì sao? Vì chữ đinh của Đinh Mùi nó khắc chữ Tân. À, đây là thiên can khắc tháng. Công việc dễ gặp chống phá. Nếu như trong làm ăn thì bị cạnh tranh không lành mạnh, hoặc là bị đối tác làm khó làm gì đó. À, còn trong công việc thì coi chừng, các chị mà làm ở cơ quan hải sự coi chừng bị đâm sau lưng, gây khó khăn trong công việc của mình. À, đó là cái do cái chữ đinh khắc Tân nó đem lại. Còn địa chi Mùi với Tỵ thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nhau. À, như vậy thì gia đạo tình cảm cũng không có phải là có vấn đề gì lớn, tốt đẹp, ok, ổn. Rồi tiếp theo đó là tháng 5 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, mà tháng 5 âm lịch chắc chắn là tháng Nhâm Ngọ. À, tháng Nhâm Ngọ thì là mộc, như vậy là mệnh là thủy sẽ sinh mộc. À, bản mệnh bị sinh xuất tháng, bổn mạng sức khỏe bị suy yếu, cần cẩn trọng một chút xíu. À, nó không được tốt đẹp như là cái tháng 3, tháng 4, tháng này nó suy yếu, nhưng mà nó cũng không khó khăn giống như tháng 1, tháng 2, chỉ suy yếu thôi. À, rồi địa chi là chữ đinh của Đinh Mùi sẽ hợp với chữ nhâm của Nhâm Ngọ. À, đinh hợp nhâm. À, thiên can thuộc hỗn hợp, công việc tài lộc rất là dễ hanh thông. Các chị mà làm ở trong cơ quan hạn xưởng, đây là tháng rất là dễ có những cái thay đổi nhân sự tốt đẹp thì cũng đúng thôi ha. Nếu như em tính không làm thì tháng năm nay là năm đại hội đảng ha, các cấp ha, có lên chức hay không là cái tháng này nè ha. À, có vượng phát tài lộc hay không, có đổi ghế hay không là nhắm vô tháng này. Nếu như mà nhắm vô tháng này thì người Đinh Mùi của các chị rất là tốt đẹp, không phải lo lắng là cái vị trí của mình nữa. À, đi lên không lên thôi chứ không xuống được đâu nha. Rồi đó là về thiên can ngũ hợp. À, địa chi Mùi với Ngọ là lục hợp, dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo tình cảm, nó lục hợp mà thì nó còn cả cho cả công việc tốt đẹp nữa. À, rõ ràng là cái tháng năm là tháng quá tốt đẹp đối với tuổi của các chị. Chỉ có cái phần mà gọi là bổn mạng bị suy yếu một tí xíu, cần cẩn trọng một chút thôi. À, ngon lành. Tiếp tục qua tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch thì không được tốt đẹp như tháng 5 đâu. Vì sao? Vì đó là tháng Mùi. À, tháng gì? Tháng 6 âm lịch là tháng Quý Mùi. À, năm sinh tháng tuổi của các chị ở trong năm này. À, tháng Quý Mùi tiếp tục là một tháng mộc. Như vậy là xét về mạng là thủy sinh mộc. À, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe bổn mạng không được tốt, cần cẩn trọng một tí xíu. À, đó là cái tháng 6, đúng không? Rồi đó là thiên can là chữ quý với chữ đinh, không xung không hợp là trạng thái á. Quý khắc đinh chứ. À, chữ quý khắc đinh. À, cho nên là không tốt đẹp. Gặp này là tháng khắc. À, tháng khắc thiên can, công việc không có được tốt đẹp cho lắm. À, vì cũng đúng thôi, thí dụ giống như mà các chị mà đấu tranh, các chị mà được lên được cái vị trí mới thì đúng là tháng này mà gặp khó khăn trong công việc, bế tắc không ấy là được chuyện bình thường. Tại vì dĩ nhiên mình thay đổi môi trường, thay đổi cái công việc thì chắc là nó sẽ có những cái điều không tốt đẹp. Đặc biệt là các chị làm ăn về thương mại, đây là tháng không tốt đẹp. Ký tá hoặc làm cái gì thì phải giấy tờ cẩn thận, nếu không muốn xảy ra cái việc mà không tốt đẹp ở trong cái tài lộc của mình, sẽ suy hao, sẽ không tốt ở trong cái này. Địa chi thì tuổi Mùi gặp tháng Mùi là thuộc nhánh tự hình. Đây là một cái địa chi gọi là tự hình thì nó có sự xung khắc, gia đạo tình cảm sẽ không tốt đẹp cho lắm. À, rõ ràng là với cái vận hạn 6 tháng đầu năm thì tháng 5 vẫn là tháng tốt đẹp nhất với nhiều cái điều như đã trình bày ở trên ha. Thiên can lục hợp, địa chi
Thiên can thì ngũ hợp, địa chi thì lục hợp, còn lại thì tháng 5 với chữ đinh khắc tân và tháng tháng 6 với chữ quý khắc đinh thì nó có một chút gì đó không tốt đẹp ở trong cái công việc. Các chị nhớ cẩn thận mà có cái sự cương nhu ở trong công việc làm ăn của mình. Hy vọng rằng là những cái thông tin em vừa tổng hợp và chia sẻ đến với mọi người cho cái năm Canh Tý năm 2020 thật sự hữu ích để mọi người biết trước cái vận thế, cái đường đi nước bước mà cương nhu ở trong công việc làm ăn, gia đạo, tình cảm cũng như mọi thứ khác, để có một cái năm Canh Tý thật sự thành công như vốn dĩ nó thể hiện ở trong cái tử vi của năm Canh Tý mà em đã chia sẻ ở phần đầu. Mọi người Canh Tý, mọi người xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hay là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.